Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn của em Minh Luật nha. Hôm nay tiếp tục giao lưu một số mặt hàng hoa giấy rực rỡ siêu hoa, giao lưu cùng bà con nha. Cây đẹp chán quái luôn nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Anh chào Luật. Rồi, chào Liêm ha, chào anh chị. Hôm nay cũng lên là một clip là hoa giấy thành phẩm cho anh chị mình chơi luôn nha anh chị. Nói trước mặt anh chị là một cây mã số 1, cây này còn động lại 5 cây vừa rồi, clip vừa rồi ha anh chị. Đó, cây là đủ 5 màu, lá cẩm thạch, dòng siêu hoa ha anh chị. Đó, và vô đo số anh chị mình biết luôn, tăng ngang được là 75 nè, tổng chiều cao là 1m07. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 24 ha anh chị, hoành 24. Đó là mã số 1 này xin lưu là 800 ngàn ha, 800 ngàn. Đó. Cây này dáng trực ha, dáng cao. Này vô anh chị mình vô hình tháp rất là đẹp ha, không hồi vô là phân tầng. Đó, 800 ngàn cây cây mã số 1. Dòng cẩm thạch 5 màu, siêu hoa. Tiếp theo là mã số 2, cây 3 màu kép ha. Kép trắng, kép cam, kép đỏ anh chị. Này thắng em đo được là 40 nè, tổng chiều cao là 68. Cổ hoành anh em đo được là hoành 16 anh chị, nó có góc khuyết ở đây nè. Mã số 2 này em xin lưu lưu là 240 anh chị, 240 cho 3 màu kép. Này kép trắng anh chị. Này kép trắng hoa Kép trắng phát trắng, hồng. Kép trắng. kép cam và kép Kép đỏ, đỏ, dạ. ba màu kép chùm. Theo mã số 2. Cây 3 màu, tím Pháp, hoa là tím mã là trắng anh chị. Số 3. Này trắng ngang coi được là 45 nè, tổng chiều cao là 66. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 17 anh chị. Rồi mã số 3 này xin lưu lưu là 280 ngàn ha, 280 ngàn. Đó, chọn cây 3 màu, đen lên bớt ha. Dòng siêu hoa. Tiếp theo, mã số 4. Đó, cây này cũng còn clip vừa rồi anh chị. Lá cẩm thạch, kép đỏ. Kép đỏ lá cẩm thạch, à, nhìn cái màu lá không mà thấy cũng đẹp nha mọi người. Này ta nghe ra được là 52 nè, tổng chiều cao là 85. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 22 ha anh chị. Còn mã số 4 này xin lưu lưu là 600 ngàn luôn ha, 600 ngàn. Cây một cốt co lắc. Dạ, 600 ngàn. Số 4. Tiếp theo là mã số 5, cây Petro ha anh chị. Đó, mặt bông rất là to. Tăng em nó được là 38, tổng chiều cao là 63. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 12. Rồi mã số 5 này em xin lưu lưu là 240 ha, 240. Còn cây Petro. Số 5. Tiếp theo là mã số 6, một cây đỏ lửa ha. Đây nè, gỗ hoa. Tăng em nó được là 53 nè, tổng chiều cao thì là 60. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 10 anh chị. Rồi mã số 6 này xin lưu lưu là 200 ngàn ha, 200 ngàn cho cây đỏ lửa ha. Tiếp theo là mã số 7, cây đỏ thái. Ta nghe nó được là 58 nè, tổng chiều cao thì 64. Cổ hoành nó đem nó được là hoành 15 anh chị. Rồi mã số 7 này xin lưu lưu là 240 ha, 240 cho cây đỏ thái ha. Cây đang rộ nụ trên Dạ, kẹo bớt kẹo hết. hết. Theo mã số 8, cây rượu này là Petro này anh Rồi. chị. Petro dưới hàng tím tím lửa nha. Số 8 ta nghe rồi được là 48, tổng chiều cao là 56. Dán bài ha, hoành đây được là hoành 15 nè. Rồi mã số 8 này xin lưu lưu là 240 anh chị, 240 luôn cho cái hai màu. Mã số 8. Tiếp theo là mã số 9. Bự rất là khủng luôn. Cây Cây tim tím bướm ha. bướm, cây tàn dày, hoành bể rất là to. Ta nghe đâu được là 75 nè, tổng chiều cao là 94. Cổ hoành nó đem đâu được là hoành 22 ha anh chị. Đó, em đo sổ đế luôn. Sổ đế là được là 35 nè. Còn mã số 9 này em xin lưu lưu là 650 anh chị. Cây này 650 nè. 650 cho mã số 9. Cây tím bướm ha. Dòng siêu hoa. Bông to.
theo là mã số 10, cây hồng tuyết ha. Kẹo búp hết trơn, tán em được là 46, tổng chiều cao là 80. Cổ hoành đem ra được là hoành 9 anh chị, rồi mã số 10 niềm xin lưu lưu là 230.000 ha. 230 cho cây hồng tuyết. Mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Tán em đem ra được là 62 nè, tổng chiều cao là 82. Cổ hoành đem ra được là hoành 11 anh chị. Nó bông như hoa sát pháo ha. Đó, bông hoa đang lên kẻ búp hết trơn anh chị. Hồng sát pháo. Này nó như hồng gân đột biến vậy. Dạ. Rồi mã số 11 này xin lưu lưu là 270.000 ha, 270.000. Cây này đang cũng kẻ búp luôn nha bạn. Dạ. Phơm tàn rất là tròn cũng nắng. Mã số 11. Tiếp theo. Mã số 12, cây 31 kép. Kép cam, kép hồng, kép đỏ anh chị. Nó tuyệt rất là kép dài luôn. Quá trình bông luôn. Siêu hoa. Này tán ngang rồi được là 52 nè. Tổng chiều cao thì 70. Cổ hoành anh em rồi được là hoành 14. Còn mã số 12 em xin lưu lưu là 250 ha. 250 cho cây ba màu kép. Bông này cũng rất là siêu hoa. Mã số 12. Tiếp theo là mã số 13. Là cây pin bát anh chị. Đó, phân tầng rất là đẹp luôn. Tán ngang được là 38, tổng chiều cao là 68. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 10 ha. Rồi mã số 13 này xin lưu lưu là 240 ha anh chị. 240. Cho kê pin bát lá cầm hạch. Số 13. Tiếp theo là mã số 14. Dòng lá cầm hạch. Nó đang lên búp ha anh chị. Tán ngang được 55 nè, tổng chiều cao là 90. Thế nhưng con bà tuột luôn, hoành đã được là hoành 12 gữ nè. Rồi mã số 14 này em xin lưu lưu là 300.000 nè. 300.000 trong cây tím siêu hoa lá cẩm hạch. Mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Một cây dưa hấu anh chị. Dưa hoa đang rộ mà còn đang lên búp nữa nè anh chị. 15. Tán ngang nó được là 60, tổng chiều cao là 78. Cổ hoành nó đem nó được là hoành 16 anh chị. Rồi mã số 15 này xin lưu lưu à. 300.000 luôn ha. 300.000. Rồi mã số 15. Cây dưa hấu đỏ. Tiếp theo là mã số 16 nha. Cây tím tuyết. Tán ngang được 50, tổng chiều cao là 64. Cổ hoành anh em được là hoành 7. Còn mã số 16 này sẽ lưu lưu là 200.000 nha. 200.000 trong cây tím tiết. Tím tiết siêu bông, đó. Siêu hoa. Tiếp theo là mã số 17. Cây tím lửa. Tím lửa ha. Tán ngang được là 35, tổng chiều cao thì 48. Dán đế bonsai lùng lực anh chị. Hoành đã được là hoành 22 nè. Còn mã số 17 nhằm xin lưu lưu là 220.000 anh chị. 220. Dòng siêu hoa ha. Số 17. Tiếp theo là mã số 18. Cũng là cây kép 3 màu luôn. Kép chùm 4 màu, cây này 4 màu anh chị. Trắng phớt hồng, cam, hồng, đỏ. 4 màu, mã số 18. Tán ngang nó được là 67, tổng chiều cao là 93. Cổ hoành em được là hoành 12. Rồi mã số 18 này em xin lưu lưu là 330.000 anh chị. 330. Cho cây kép 4 màu, mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Cây trắng tuyết ha. Tán ngang nó được là 48, tổng chiều cao là 80. Cây một cốt 2 tầng. Dạ. Cổ hoành anh em nó được là hoành 17, rồi mã số 19 em xin lưu lưu là
280.000 ha chị, 280. Cho con cây trắng tuyết ha. Số 19. Tiếp theo là mã số 20. Cây kép đỏ ha chị. Đó, bông chùm chùm luôn. Tháng ngang 30, tổng chiều cao thì được là 51. Có hoành nó được là hoành 12. Còn mã số 20 niềm xin lưu lưu là 220.000 ha. 220 cho con cây kép đỏ ha. Theo mã số 21. Phụng hoàng lửa ha anh chị. Đó, hoa ra từ đọt đi ra luôn ha. Từ nách lá. Nách lá. Cây đang rộ lên cái là bông dữ dằn lắm nè. Tháng ngang nó được là 55 nè. Tổng chiều cao thì 63. Cổ hoành nó đem nó được là hoành 8 ha anh chị. Rồi mã số 21 này lưu lưu là 220.000 ha. 220. Rồi mã số 21. Tiếp theo là mã số 23. Cây hai màu lá cẩm thạch. 22. Cẩm thạch trắng và cẩm thạch tím tuyết. Cổ hoành tán ngang rồi được là 50 nè, tổng chiều cao là 65. Cổ hoành này được là hoành 11, rồi mã số 22 này xin lưu lưu là 240 ha anh chị, 240. Dòng siêu hoa lá cẩm thạch. Số 22. Tiếp theo là mã số 23, dòng tím bướm ha anh chị. Cây rất là to khủng luôn mà con ơi. Đế cũng rất là lực luôn. Tán ngang đây đều được là 66 nè, tổng chiều cao là 95. Cổ hoành anh em đều được là hoành 25 hay gì. Đó. Rất là đẹp ha, chia phân tầng ra, hai tầng. Còn mã số 23 này xin lưu lưu là 900.000 hay gì, cây này 900.000 ha. Đó, dòng tim bướm. Cái này còn giá hương lượng ha anh chị. Đó, anh chị mình cứ hết thì alo qua sau rồi em cảm ơn chị và cảm ơn em ha. Rồi, anh cảm ơn Luật nha. Mến chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn cho ủng hộ nhà vườn nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở clip tiếp theo. Bye bye bà con nha.